Nên bây giờ khi mà anh đội trần á, mà có làm cho nhà người ta đó hay khách hàng đó, thì anh đội trần nên khuyên khách hàng Việt Nam mình nên mua Asian lục, tại vì cái đó là một cái mà về bảo vệ cho nhà của mình. Tại vì nhiều khi nhà của mình bị bão vô đâu có biết được, nên cái kỳ rồi bão ở đâu vô cả, nên kỳ rồi nên không có ai, Việt Nam mình đa số là không không có ai, bạn bè tôi nói là không có ai hết.